Chào mừng Kem đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời Kem cùng theo dõi môn ngữ văn lớp 9, bài 8, trang 72 đến trang 75. Văn bản 2, trước khi đọc. Biến đổi khí hậu đã gây tác hại như thế nào đến lao động sản xuất và sinh hoạt của cư dân địa phương em? Vấn đề có nghiêm trọng không? Căn cứ vào đâu mà em kết luận như vậy? Thì biến đổi khí hậu sẽ gây ra một số cái hậu quả như là làm biến đổi hệ sinh thái nè, rồi sự nóng lên toàn cầu, thiên tai hạn hán thường xuyên hơn, sản xuất lương thực thì bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu, gây mất an ninh lương thực, chi phí y tế tăng cao do các bệnh do biến đổi khí hậu gây ra. Vấn đề này rất nghiêm trọng, căn cứ vào việc mỗi mùa mưa bão đến, bà con nhân dân mất mùa liên tục, chỗ ở không thể đảm bảo. Tiếp theo đọc văn bản, biến đổi khí hậu, mối đe dọa sự tồn vong của hành tinh chúng ta. Trích phát biểu của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu, Antonio Guterres. Các bạn thân mến của hành tinh trái đất, cảm ơn các bạn đã đến trụ sở Liên Hợp Quốc ngày hôm nay. Tôi đã đề nghị các bạn đến đây để nghe tiếng chuông báo động. Biến đổi khí hậu là một vấn đề hạn định thời đại chúng ta và chúng ta đang ở vào một cái thời điểm có tính hạn định. Chúng ta phải đối mặt với một mối đe dọa trực tiếp đến sự tồn vong. Biến đổi khí hậu diễn biến nhanh hơn tốc độ của chúng ta và điều đó đã gây nên một quả bom âm thanh SOS qua thế giới chúng ta. Nếu chúng ta không thay đổi tiến trình đến năm 2020, chúng ta có nguy cơ làm mất đi thời điểm mà chúng ta có thể tránh được một sự biến đổi khí hậu phi mã, với những cái hậu quả tàn khốc đối với con người và toàn bộ hệ thống tự nhiên vẫn dung dưỡng chúng ta. Đó là lý do vì sao hôm nay tôi kêu gọi các bạn về vai trò lãnh đạo từ các nhà chính trị, từ các doanh nghiệp và các nhà khoa học, và từ công chúng ở mọi nơi. Chúng ta có các cái công cụ để tiến hành các cái hành động của mình một cách hiệu quả. Chúng ta còn thiếu, thậm chí là cả sau thỏa thuận Paris, là vai trò lãnh đạo và mong muốn làm điều cần thiết. Cái khiến cho tất cả những chuyện này còn gây rối hơn đó là chúng ta đã được cảnh báo. Các nhà khoa học đã nói cho chúng ta từ nhiều thập kỷ trước, nói đi và nói lại. Quá nhiều nhà lãnh đạo đã từ chối lắng nghe, quá ít người đã hành động với tầm nhìn mà khoa học đòi hỏi. Chúng ta nhìn thấy kết quả, trong một số trường hợp chúng rất gần với các kịch bản trường hợp xấu nhất của các nhà khoa học. Băng ở vùng biển Bắc Cực đang biến đi nhanh hơn là chúng ta có thể hình dung. Năm nay lần đầu tiên, lớp băng dày quanh năm ở Bắc Greenland bắt đầu vỡ. Sự nóng lên đột ngột này ở Bắc Cực tác động đến mô hình khí hậu của phần Bắc bán cầu. Nạn cháy rừng kéo dài hơn và lan đi xa hơn. Một số đám cháy lớn đến mức chúng thổi muội và tro khắp thế giới, nhuộm đen các khối băng trôi và các chẩm băng, khiến cho chúng tan chảy càng nhanh hơn. Các đại dương bị nhiễm axit nặng hơn, đe dọa nền tảng của chuỗi thức ăn duy trì sự sống. San hô chết trên diện rộng làm suy giảm thêm hoạt động đánh bắt cá có tính sống còn. Và trên đất liền, mức carbon dioxide cao hơn trong không khí, trong khí quyển làm cho các vụ trồng lúa ít dưỡng chất hơn, đe dọa sự thịnh vượng và an ninh lương thực đối với hàng tỷ người. Sự biến đổi khí hậu càng trầm trọng, chúng ta sẽ thấy việc nuôi sống mình càng khó khăn hơn. Tốc độ diệt chủng sẽ tăng vọt khi môi trường sống bị thu hẹp lại. Ngày càng nhiều, người buộc phải di cư khỏi quê nhà khi mà đất đai nguồn sống chủ yếu của họ không còn sản sinh hoa lợi. Điều này thật sự đã dẫn đến nhiều cuộc xung đột địa phương vì các nguồn tài nguyên đang dần teo tóp lại. Ngọn núi phía trước chúng ta rất cao, nhưng nó không phải là không thể vượt qua. Chúng ta biết cách để trèo qua nó. Nói một cách đơn giản, chúng ta cần lắp phanh lên thứ khí, nhà kính phát thải gây nguy hại và lèo lái các tác động khí hậu.
Chúng ta cần nhanh chóng thoát khỏi sự phụ thuộc vào các nhiên liệu hóa thạch. Chúng ta cần thay thế chúng với năng lượng sạch từ nước, gió và mặt trời. Chúng ta phải ngăn chặn nạn phá rừng, phục hồi các cái cánh rừng bị xuống cấp và thay đổi các phương thức canh tác. Chúng ta cần gắn kết kinh tế tuần hoàn với việc sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên. Giờ đây chúng ta đang đứng ở ngã tư của sự sinh tồn. Nếu chúng ta chọn được đúng đường, con đường hợp lẽ duy nhất, chúng ta sẽ phải tập trung toàn bộ sức mạnh của kỹ năng con người. Nhưng kỹ năng đã có rồi và đang cho ta các giải pháp. Và vì vậy, các bạn thân mến, một thông điệp trung tâm khác, công nghệ ở phía chúng ta trong cuộc chiến nhằm vào biến đổi khí hậu. Sự gia tăng năng lượng tái tạo là rất lớn, ngày nay nó đang đua tranh với, thậm chí còn rẻ hơn than đá và dầu mỏ. Đặc biệt nếu như người ta tính đến cái giá phải trả của sự ô nhiễm. Đó đều là những cái bước tiến vô cùng quan trọng. Nhưng không đủ, việc chuyển đổi sang một tương lai sạch hơn, xanh hơn đòi hỏi phải tăng tốc. Chúng ta đang đứng trước một thời điểm bỏ lỡ, là mất luôn. Thực sự, đó là một lý do khác để hành động bổn phận về đạo đức. Các quốc gia giàu nhất chịu trách nhiệm nhiều nhất về khủng hoảng khí hậu, nhưng các quốc gia nghèo nhất và các dân tộc và cộng đồng bình thường nhất là phải nhận những cái tác động trước nhất và tồi tệ nhất. Chúng ta đã thấy sự bất công này trong chu kỳ hạn hán cực đoan và bão lụt, thậm chí còn dữ dội hơn, diễn ra không ngừng và ngày càng gia tăng. Phụ nữ và trẻ em gái là những đối tượng đặc biệt phải trả giá, không chỉ vì cuộc sống của họ sẽ trở nên khó khăn hơn, mà bởi vì khi thảm họa xảy ra thì phụ nữ và trẻ em gái luôn phải gánh chịu nặng nề hơn. Các quốc gia giàu có do đó không chỉ cần cắt giảm lượng khí phát thải mà còn phải làm nhiều hơn để bảo đảm rằng những người bình thường nhất có thể phát triển khả năng phục hồi cần thiết để sống qua được những tổn hại mà các cái khí phát thải đó gây ra. Đã đến lúc các nhà lãnh đạo của chúng ta thể hiện rằng họ quan tâm đến những người mà họ nắm số phận trong tay. Chúng ta cần họ thể hiện rằng họ quan tâm đến tương lai và ngay cả hiện tại. Đó là lý do vì sao tôi xin phép được nhấn mạnh tới sự đại diện của giới trẻ trong những người nghe hôm nay. Điều cần thiết là xã hội, dân sự, thanh niên, các nhóm phụ nữ, khu vực tư nhân, các cộng đồng tín ngưỡng, các nhà khoa học và các phong trào của người dân thường trên khắp thế giới, đòi các nhà lãnh đạo của họ phải vào cuộc. Như tôi đã được đặc phái viên về thanh niên của tôi nhắc nhở, đặc biệt tôi kêu gọi vai trò lãnh đạo của phụ nữ. Khi phụ nữ được trao quyền lãnh đạo, họ là những người biết hướng tới giải pháp, không gì quan trọng bằng tương lai của chúng ta. Và số phận của nhân loại tùy thuộc vào cách chúng ta ứng phó với sự thách thức của khí hậu. Tôi kêu gọi tất cả các nhà lãnh đạo tới hội nghị thượng đỉnh đang chuẩn bị vào năm tới để báo cáo không chỉ về những gì họ đang làm, mà còn là những gì họ dự tính sẽ làm khi họ họp lại vào năm 2020. Tại một hội nghị khí hậu của Liên Hợp Quốc, ở đó các thỏa thuận sẽ được thay đổi và chắc chắn được tăng cường một cách đầy tham vọng. Và đó là lý do vì sao tôi kêu gọi xã hội dân sự, đặc biệt là những người trẻ tuổi tham gia vào chiến dịch vì tác động khí hậu. Chúng ta hãy sử dụng năm tới cho các quyết định có tính chuyển đổi trong các trường học, trong các phòng họp, phòng VIP và các nghị viện trên khắp thế giới. Chúng ta hãy nêu các cái tầm nhìn của mình, thiết lập các liên minh và làm cho các nhà lãnh đạo của chúng ta phải lắng nghe. Tôi cam kết cá nhân mình và toàn thể Liên Hợp Quốc sẽ tham gia vào nỗ lực này. Chúng ta sẽ ủng hộ tất cả các nhà lãnh đạo nào chấp nhận thách thức mà tôi đã vạch ra hôm nay. Các bạn thân mến, không có thời gian để lãng phí nữa. Như những vụ cháy rừng và các đợt nóng dữ dội trong mùa hè này đã cho thấy, thế giới đang thay đổi trước mắt chúng ta. Chúng ta đang tiến đến bên bờ vực thẳm, không quá muộn để thay đổi chiều hướng này. Nhưng mỗi ngày qua đi có nghĩa là thế giới lại nóng lên một chút và cái giá chúng ta phải trả cho sự thụ động của mình lại tăng thêm. Mỗi ngày chúng ta bỏ lỡ không hành động là một ngày chúng ta bước vào một cái chút gần hơn tới cái số phận mà không ai trong chúng ta muốn. Một cái số phận mà qua các thế hệ sẽ cộng hưởng thành sự hủy hoại đối với nhân loại và sự sống trên trái đất. Số phận của chúng ta đang ở trong tay chúng ta,
Thế giới trông chờ mỗi chúng ta chấp nhận sự thách thức trước khi quá muộn, trông chờ vào tất cả các bạn. Xin cảm ơn. Antonio Guterres, phát biểu của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu, Vi Toàn Dịch, bên trong những bài diễn văn làm thay đổi thế giới từ năm 1945 đến nay. Carlo Bata, chủ biên, nhà xuất bản, Kim Đồng Hà Nội năm 2022, trang 119-202. Như vậy chúng ta vừa theo dõi văn bản. Tiếp theo câu hỏi giữa văn bản. 1. Cách nêu vấn đề và xác định tầm quan trọng của vấn đề. Thì cách nêu vấn đề ở đây là đi trực tiếp vào vấn đề và đưa ra lời cảnh tỉnh ngay đầu tiên. Các bằng chứng được sử dụng. Băng ở vùng biển Bắc Cực đang biến đi nhanh hơn chúng ta hình dung. Nạn cháy rừng kéo dài hơn và lan xa đi hơn. Các đại dương bị ô nhiễm axit nặng hơn. San hô chết trên diện rộng. Nhiều người phải di cư khỏi quê nhà. Câu 3, cách chuyển luận điểm và nội dung được bàn ở luận điểm. Thì cách chuyển luận điểm là đưa ra sự khó khăn, từ đó có thể vượt qua khó khăn, nội dung, biện pháp vượt qua khỏi những tác động xấu từ khí hậu. 4. Giải pháp cho vấn đề và trách nhiệm của đối tượng. Thì giải pháp đó là gia tăng năng lượng tái tạo, trách nhiệm mà tất cả chúng ta đều phải tập trung vào toàn bộ sức lực. 5. Kêu gọi và nêu kế hoạch hành động. Lời kêu gọi đã đến lúc các nhà lãnh đạo của chúng ta thể hiện rằng họ quan tâm đến những người họ mà họ nắm số phận. Kế hoạch là tất cả mọi người phải đòi lãnh đạo vào cuộc. Tiếp theo câu hỏi, trả lời câu hỏi sau khi đọc. 1. Luận đề của văn bản là gì? Những luận điểm nào đã được triển khai nhằm làm nổi bật luận đề? Chỉ ra mối quan hệ giữa các luận điểm đó. Luận đề của văn bản là biến đổi khí hậu, luận điểm. Chúng ta đang phải đối mặt với mối đe dọa trực tiếp đến sự tồn vong. Vấn đề này được nói rất nhiều lần nhưng về phía lãnh đạo lại từ chối lắng nghe. Những hậu quả của việc biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống. Chúng ta cần thay thế bằng năng lượng sạch, đã đến lúc các nhà lãnh đạo thể hiện sự quan tâm. Về mối quan hệ thì các luận điểm gắn kết chặt chẽ tạo thành một bài nghị luận đanh thép thuyết phục. Tiếp theo câu 2 phân tích một số ví dụ để thấy được cách tác giả sử dụng lý lẽ và bằng chứng để làm sáng tỏ luận điểm. Thì những cái hậu quả xấu đang ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của con người. Băng ở vùng biển Bắc Cực đang biến đi nhanh hơn chúng ta hình dung, nạn cháy rừng kéo dài nhanh hơn và lan xa hơn. Các đại dương bị nhiễm axit nặng hơn, ngày càng nhiều người phải di cư khỏi quê nhà, nguồn tài nguyên đang dần bị teo tóp lại. Thì đây là một số ví dụ để thấy được cái cách tác giả sử dụng lý lẽ và bằng chứng để làm sáng tỏ luận điểm. Câu 3, trong phần đầu của văn bản tác giả cho rằng chúng ta phải đối mặt với một mối đe dọa trực tiếp đến sự tồn vong. Theo em vấn đề được nêu như vậy là đúng hay sai, vì sao? Thì theo em vấn đề này đúng vì tất cả những hậu quả của biến đổi khí hậu sẽ dần loại bỏ hết sự sống trên trái đất, trong đó có cả con người. Câu 4, xác định vị thế xã hội của người viết khi trình bày ý kiến về vấn đề. Vị thế đó cho phép tác giả thể hiện thái độ gì khi đối thoại? Thì vị thế của người viết đó là Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc. Vị thế đó cho phép tác giả thể hiện thái độ trực tiếp yêu cầu các ban lãnh đạo cần chịu trách nhiệm và xử lý việc này. Câu 5, trong văn bản những thông tin khách quan nào được tác giả nêu ra, dựa vào đâu em nhận biết điều đó? Thì các thông tin khách quan, các trường hợp xấu nhất được các nhà khoa học nhắc đến dựa vào những câu văn từ ngữ nhắc đến. Đây là cái thực trạng khách quan, không phải ý kiến của chủ quan, ý kiến chủ quan của tác giả.
6. Tác giả đã nêu những giải pháp gì cho vấn đề chống biến đổi khí hậu hiện nay? Ai là người có trách nhiệm thực thi các giải pháp đó? Thì những giải pháp ở đây đó là phải chuyển đổi sang năng lượng sạch. Các quốc gia giàu nhất phải chịu trách nhiệm nhất về cái khủng hoảng đảm bảo cho các người bình thường nhất có thể là phát triển cái khả năng phục hồi cần thiết. Người có trách nhiệm thực thi đó là lãnh đạo. Câu 7, đối tượng tác động của văn bản này và văn bản đấu tranh cho một thế giới hòa bình của Market giống nhau như thế nào? Nêu ý nghĩa của sự giống nhau đó. Thì đối tượng tác động ở đây là tất cả mọi người. Ý nghĩa của sự giống nhau là thể hiện đầy đủ, thể hiện đây đều là những cái vấn đề quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến sự tồn vong của trái đất, cần tất cả mọi người chung tay góp sức. Tiếp theo, viết cách nói phải đọc, viết đoạn văn khoảng 7 đến 9 câu trả lời câu hỏi: phải chăng nhân loại không còn cách gì để đối phó với tình trạng trái đất ngày nay càng nóng lên? Mặc dù biến đổi khí hậu là một vấn đề cấp bách và nghiêm trọng, nhưng không phải là không còn cách nào để đối phó với tình trạng trái đất ngày càng nóng lên. Điều quan trọng là cần có sự chung tay góp sức của tất cả mọi người, từ các nhà lãnh đạo, doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ cho đến mỗi cá nhân. Một số giải pháp có thể thực hiện bao gồm cần giảm thiểu việc sử dụng năng lượng từ nguồn hóa thạch và tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời, gió, thủy điện. Rừng đóng vai trò quan trọng trong việc hấp thụ khí carbon. Việc bảo vệ rừng và trồng cây mới sẽ giúp cho giảm lượng khí carbon trong không khí. Việc giảm lượng rác thải và sử dụng tài nguyên sẽ giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường. Việc tăng cường ý thức về tác động của biến đổi khí hậu và cách thức bảo vệ môi trường là quan trọng để mọi người cùng hành động. Những biện pháp trên cần được thực hiện không chỉ ở cấp độ cá nhân mà còn ở cấp độ cộng đồng và toàn cầu để chúng ta có thể đối phó hiệu quả với tình trạng trái đất ngày càng nóng lên.